cho anh em. Toyota Hilux 17 thì nên trang bị kính chắn nhiệt như thế nào? Chiều nay Cường sẽ tư vấn cho các bạn. Đây là một chiếc Toyota Hilux, đấy cửa lấy từ hãng ra nhé. Có qua Trung Auto để mở tư vấn kính chắn nhiệt. Thì sau một hồi tư vấn ấy, thì chúng xe đã lựa chọn gói pin. Đầu tiên đây này, đó là kính mặt. Thì bác ấy đã lựa chọn một cái mã CR70 3M Kitona đang có giá là 5,8. Kính mặt thì lúc nào Cường cũng tư vấn anh em nên lựa chọn cái loại xịn nhất để chúng này cái nhiệt lượng đổ vào nhiều nhất. Hai kính sườn đấy này thì anh ấy lựa chọn cái mã trung cấp thôi, đó là cái mã IR25 của 3M thì đang có giá đó là 1.835.000 cả hai tấm. Và cái kính sườn đằng sau này và kính hậu ấy thì bác ấy kết hợp với NTEC để cho cái chi phí nó giảm đi. Và ngoài ra nhá, phim cách nhiệt thì hiện tại thì đang được khuyến mại 20%. Và đằng sau này như các bạn thấy nhé, là bác chủ xe lựa chọn cái mã phim tối màu để chúng ta nhìn từ bên ngoài vào trong ấy chúng ta không thấy gì, nhờ bên trong ra khi chúng ta vẫn quan sát bình thường. Đây thì các bạn thấy này, đây là kỹ thuật viên đang trong quá trình đó là dán phim. Phim vừa nãy đã được dán ở trong cái phòng rồi, bây giờ các bạn cho ra ngoài để chỉnh lại. Cái gói này ấy thì đang được khuyến mại 20%, như kính lái như các bạn thấy này. Đấy, CR70 này thì đang có giá đó là 5,8 triệu. Còn hai kính sườn trước thì nó là mã IR25 thì đang có giá là 1.835.000. Hai kính sườn sau thì bác ấy lựa chọn đó là của hãng NTEC thì giá 1,2 triệu và kính hậu là 1 triệu. Và cái thành này thì hiện tại đang được khuyến mại đến 20% cơ. Ngoài ra nhé, bác chủ xe nhé, xe này này, ngoài phim cách nhiệt ra thì chúng ta có thể trang bị thêm những cái món đồ gì? Thì đầu tiên đấy thì đó là cái màn hình. Cái màn hình nó rất là nhỏ thì anh em có thể là cân nhắc nên chiếc màn hình Android. Màn hình Android thì chúng ta sẽ có hai phương án. Một đấy, đó là chúng ta lắp cái màn hình thường thôi kèm cam lùi và cam hành trình. Phương án 2 là chúng ta nên luôn cam 360 độ để nó view xung quanh xe, cho mức chi phí của nó từ 3,5 triệu đến 25 triệu tùy vào nhu cầu của chúng ta. Thứ hai đấy thì các bạn thấy này, xe này mới lấy này nên nó vẫn còn chưa còn gì này, sàn vẫn là sàn nỉ nhé. Và cái này thì cái thảm này thì hãng tặng thôi, thì Cường cũng tư vấn cho khách rồi. Đấy, thì nó có hai phương án cho mình lựa chọn. Phương án thứ nhất ấy, cái sàn này thì chúng ta sẽ chọn đó là bọc sàn Simini, sau đó là chúng ta sẽ thảm ở trên thì chúng ta sẽ lựa chọn của Thái Lan. Phương án thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn bọc sàn 360 Diamond của Lambo, thì tất nhiên là cái thằng đấy thì chi phí nó sẽ cao hơn. Tiếp theo đây này, đó là như các bạn thấy nhé, ghế đây này đang là ghế nỉ nhé các bạn thấy này. Thì chúng ta sẽ bọc lên một bộ ghế da tùy vào nhu cầu của chúng ta. Chúng ta có da Lapa này, da công nghiệp này, giả da này, trên cái tay nắm cửa này cũng là da hết này. Đấy, thì chúng ta cũng cân nhắc chúng ta bọc nó. Ngoài ra là chúng ta có thể là những cái ốp chống chảy xước đấy, như cái này này. Về cơ bản thì vâng, ngoài ra ví dụ dòng bán tải này này, chúng ta có thể lắp thêm cái nắp thùng cuộn. Bên cạnh đó thì ngoài ra chúng ta có thể là lắp thêm cái bộ cảm biến áp suất lốp ở đây. Áp suất lốp thì Toyota thì có hai loại, một là mình có thể lắp vào cái nút chờ ấy, hai ấy là chúng ta có thể là khi chúng ta thay màn Android chúng ta lắp cái mã áp suất lốp tích hợp vào màn Android. Thứ ba nữa, nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta lắp cái bộ năng lượng mặt trời đặt ở trên tắp nôi. Đấy là những cái món đồ cơ bản Toyota hay lắp thì là hầu như tất cả người xe có thể là lắp cả. Ngoài ra thì ở đây thì đã có nhiều xe đang làm dịch vụ nhé. Đây này, đây là chiếc Vinfast lắp xăng. Xe này thì là bản bay nhé. Trước đó thì bác chủ xe này ra sơn lại cái nắp xăng này. Hôm nay thì bác ấy là đang lên bộ cam 360 độ và cả bộ đèn nhé. Ngoài ra con này nhé, khách còn lắp thêm cái bộ led nội thất nhé. Đây con đèn thì tháo ra rồi. Đèn VinFast thì nó zin luôn, thì nó có bát zin bát chuyển để xem khách lên cái cấu hình mã đèn nào.
xe này ấy, thì khách đó là lựa chọn ấy, một cái mã đây này, Binet ấy, thì bác ấy lựa chọn cái mã V20 thì đang có giá đó là 7,5 triệu. Còn một quả bi laser bác ấy chọn đó là mã Jaguar, đấy, kết hợp giữa một quả Binet và một quả bi laser thì được dự báo ánh sáng của nó rất là tốt. Ngoài ra xe này còn trang bị nét nội thất này. Nói chung thì ở VinFast thì bên mình chuyên mà có tất cả các đồ luôn, tùy vào nhu cầu và tầm tiền của anh em thôi. Đây, đang trước mặt. Đây là một chiếc Suzuki XL7. XL7 thì bên mình cũng làm rất là nhiều nhé. Thì hôm nay này. Bắt cục xe lên cái mã màn viền cam Platinum này. Thằng này ấy, thì đang được cái giá tốt đó là 11,8 triệu, được tặng kèm cả cái nắp lốp tích hợp vào màn hoa luôn. Đây là cái mặt dưỡng ấy. Mỗi xe khi lắp cam mà màn hình cam thì đều có mặt dưỡng, dưỡng xe nào thì lấy được, xe này là xe tích hợp phải chúng ta lấy có yêu cầu tất cả là tấm giác zin không. Anh em có thể lên cái mã bi gần, bi gần thì anh em có hai sự lựa chọn. Ví dụ như xe này này thì chúng ta lắp cái mã 3.0 thì zin luôn. Một là chúng ta có thể lấy ánh sáng một màu, hai là chúng ta lấy ánh sáng ba màu. Mức giá từ 2,650 đến 4,8 thì là tầm trung. Chiều nay mới xong rồi. Thì lên thứ nhất đó là cái loa trung tâm. Cái loa trung tâm này. Nó đặt vào vị trí zin đấy luôn. Thứ hai đó nhá, đó là lên một cặp loa súp ở đằng sau này. Loa súp đây này. Đây là cái loa zin nó đặt vào đúng vị trí này. Ngoài ra này, khách hàng còn nên một quả âm ni này, DSP này. Các bạn nhìn thấy này, một quả loa này. Đằng sau đây, đây là một chiếc tôi gọi cam pin. Cam pin. Khách chọn cái mã này là mã V8. Một chế độ màu đã có giá là 3,8 triệu. Zin luôn là một chiếc này. Ngoài ra thì anh em có thể lấy cái mắt này. Cái sổ hoa triệu 650. Bên cạnh này đây. Này là một chiếc hoa hớt này. Đây là một chiếc hoa hớt này. Lắp màn hình Android chiếc dài chiếc dài. Dòng xe Hoa ớt hay không xe A hay cô ta thì là nó chỉ là nhỏ, mình chỉ nắp được cái mã là 2.0 thôi. 2.0 thì bây giờ có mã VTEC Sport này, V8 2.0 này, cho anh em có sự lựa chọn. Đây, ra con xe này. Vinh ta đặt xe này. Tiếp tục đó là của Vi 2.0, mã V8, Nipo. Đấy. Thế là chiếc tiền ơi. Vi đây thôi ạ. Ba răng này. Mới thì có rất là nhiều dịch vụ nhá. Cam 360 mà hình tốt điện, phim, đèn, pin, cái gì chuyên hết. Các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ trực tiếp em Cường để xin mua cùng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.